Rồi Ngọc chào tất cả anh chị ha. Thì hôm nay mình sẽ đăng bán cái chiếc Win 100 ha anh chị. Sau gần một tháng hơn rồi thì mình mới tìm được một cái xe ưng ý ha, để mình mua về mình bán lại cho anh chị nha. Tại vì những cái dòng Win 100 này đó anh chị, bây giờ ở trong thành phố Hồ Chí Minh mình á, mà trên thị trường buôn bán á, nó rất là hiếm xe, nó còn rất là ít để mà mình mua. Đa số là ở tỉnh ngoài là nhiều hơn chị ha, những cái tỉnh mà ngoài Bắc này nọ nhiều, cho nên những cái mặt hàng này không phải lúc nào cũng có nha anh chị. Đó thì anh chị coi được á, thì bóc cái máy lên alo cho em ha. Cái xe này là Win Indo nha anh chị, được dọn mới lại, được dọn mới chứ không phải là mới dọn ha, tức nghĩa là chủ trước người ta đã dọn mới lại hết rồi, nhưng mà có sử dụng qua một thời gian rồi, cho nên cái độ mới nó không bằng như những cái lúc mà những cái xe mà mới dọn nha anh chị. Đó thì nó cũng có chầy xước một chút xíu, một số chỗ thôi, li ti nhỏ nhỏ thôi, nó không đáng kể đâu nha. Rồi thì bây giờ mình sẽ quay luôn cái biển số ha. Xe này được một cái nha, chính chủ, biển số cực kỳ đẹp luôn anh chị. Đây nè anh em ở dưới Bình Dương á, nếu mà coi được cái clip này á, thì bốc cái máy lên alo cho Ngọt liền ha. 61D2167 78. Đó thì nguyên cái dãy số này là dãy số tiếng ha anh chị ha, vừa có lộc nè mà vừa cái đuôi ông địa nữa đó. Thì cộng lại tất cả cái số này cộng lại là bằng 9 nút nha anh chị. Đó cực kỳ phong thủy luôn cái biển số này ha, số tiếng đều hết luôn nha anh chị. Rồi anh chị Bình Dương nè, bốc cái máy lên alo cho em nha. Cái xe này á, là chính chủ, chỉ mới ký ủy quyền được một lần nha anh chị. Đó cho nên ngoài cái tỉnh Bình Dương ra, ở thành phố Hồ Chí Minh là các tỉnh miền Tây, nói chung là tất cả các tỉnh trên 64 tỉnh thành anh em đều mua được để giữ biển nha, tại vì mới ký ủy quyền lần một à, còn ký được ủy quyền một lần nữa nha anh em. Đó anh em coi được cái clip này thì bốc cái máy lên alo cho em liền nha, số điện thoại là 0393399939 ha. Rồi bây giờ mình sẽ quay tổng thể một vòng xong mình sẽ vô chi tiết từng phần nha anh chị. Rồi ok, rồi bây giờ mình sẽ vô chi tiết từng phần ha anh chị ha. Đầu tiên là mặt đồng hồ nè, nguyên cụm đồng hồ này là được thay mới nè anh chị. Đó bao tay này nọ thay mới ha, những cái này là chi tiết mình dọn xe bắt buộc mình phải thay mới rồi. Cái cầm này á, là cái cầm hàng mới, cái cầm đồ chơi ha anh chị ha, tại vì á, gắn cái cầm này á, thì mới tích hợp được gắn cái đèn chở sáng ha. Chủ xe này cũng đầu tư tâm huyết vô để mà đi xa này nọ nè, anh em nào mà mua xe này về là đi xa là khỏi phải bàn luôn, có thêm cái đèn chở sáng ha. Ở trong đây cái đèn pha này là gắn bóng led luôn nha, cho nên về cái độ sáng mà đi ban đêm là khỏi phải bàn nha anh em. Đó rồi qua tới bên đây xi nhan này nọ là được thay mới ha, cái mắt mèo ở đây là vẫn là mắt mèo zin luôn nha anh chị. Đó mắt mèo là của thằng hai bên là zin luôn, của thằng KGD đây là KGD nè anh chị thấy không. Đó cái chữ, cái mã KGD là cái mã đèn của thằng Indo ha. Đó rồi quay qua tới bên đây ha, phục này là phục theo xe nha. Đó thì Ngọt nói rồi, cái xe này á, là chủ người ta dọn lại, người ta đi cũng được một thời gian rồi, cho nên nó cũng có hiện tượng chầy một chút xíu ha. Cái này là mình về nếu mà mình chịu khó mình lấy đồ mình chùi á, đây này mình chùi á, thì nó vẫn ra nha anh chị nha. Đó còn ốc tái này nọ là nước xi còn đẹp lắm, đó như là trăm niên nè anh chị thấy không, cũng còn quá là đẹp. Đang đi cặp niền, cặp niền này là cặp niền đi ID ha, đi ID made in Indonesia luôn nha anh chị. Đó cái xe này là của Indo, sản xuất tại Indo thì mình đi cặp niền này cũng là hợp luôn rồi, đi ID Indonesia luôn ha. Rồi qua tới bên đây nha, cái nguyên cái cụm đầu lòng này nọ là zin nha anh chị. Đó anh chị thấy không, đầu lòng zin nè, zin mà cái nước nhôm của nó đẹp ghê không anh chị, nó lên cái nước móc 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 móc, móc đó, như xe kho vậy đó, đó. Đẹp anh chị ha. Rồi bình xăng con zin luôn nha, bình này là bình zin theo xe nha anh chị. Đó cái xe này chủ xe cũng biết dọn lắm anh em, người ta sơn cái vàng đầu bạc á, đây là những cái chi tiết này là dính dơ nè, đó dính dơ nha anh chị. Đó người ta sơn cái vàng đầu bạc á, nó đúng như cái vàng đầu bạc của thằng cúp vậy đó, nó giống như CD cúp vậy đó, nó hơi bạc hột hột lên xíu, bạc mờ anh chị. Đó rồi rồi bây giờ Ngọc qua tới bên đây ha, cái bô này là cái bô tân tiến ha anh chị ha,
xe này bị lai cái bô rồi nha. Phục này là phục sau zin theo xe nè, đùm trước đùm sau là zin theo xe nè anh chị. Đó, căm thì còn 7 màu, cái nước xi căm vẫn còn đẹp ha. Vỏ thì còn dây cui nha, đây là đúng đúng vỏ kiểu của Win luôn á, đi mà đi đường địa hình nè, những cái gai này nọ nè anh chị thấy không đó, vỏ là còn rất là dày ha. Mình về là mình chỉ đi thôi, mình không cần phải làm gì thêm hết ha. Đó, ốc tán hay là còn nước xi là còn đẹp ha, được xi lại nha anh chị. Đó rồi, bây giờ mình sẽ quay cái đầu xe lại, mình quay tiếp phần bên kia nha. Rồi bây giờ Ngọc quay qua tiếp phần bên đây ha anh chị ha. Đó anh chị thấy không, xe còn mới tinh ha, mặc dù người ta dọn người ta cũng sử dụng rồi, nhưng mà trong quá trình người ta sử dụng người ta kỹ anh chị đó, cho nên xe cũng còn mới, cái độ mới nó cũng còn ha. Đó anh chị thấy không, máy móc thì khô ráo sạch sẽ hết trơn luôn. Rồi quay qua tới bên đây em cho anh chị coi cái số máy luôn nha. Đây nè, đó xe chính chủ cho nên anh chị không cần phải lo những vấn đề đó nha. Rồi em quay tới cái số khung cho anh chị coi luôn nè. Đó, số khung số máy là rõ ràng chuẩn hết nha anh chị. Đã nói là xe chính chủ thì mấy cái vấn đề này mình không cần phải lo gì hết. Rồi đó, anh chị thấy đầu lòng không, đẹp ghê không. Rồi thì xe Win thì mình chỉ có quay vậy thôi, chứ nó thì nó cũng không có đồ đạc gì. Tiến hành Ngọt nổ máy ha, xong rồi mình báo cái giá cho anh chị nha. Rồi rồi ok, thì bây giờ mình sẽ vô mình nổ máy ha. Thì cái xe này là được dọn mới toàn bộ rồi, thì tất nhiên máy móc cũng đã được làm lại hết toàn bộ rồi nha anh chị, cho nên anh chị đừng có hỏi em cái máy còn zin hay không ha. Cái máy này được làm lại toàn bộ từ trong ra ngoài hết rồi về phần máy ha, nhưng rất êm đó. Cục máy này em chạy từ ở dưới Bình Dương, cái xe này em mua ngay ở dưới Bình Dương luôn, em chạy từ dưới Bình Dương về tới Sài Gòn luôn. Em là cái người cầm lái cái xe này cho nên em biết rõ nhất cái xe này tình trạng như thế nào ha. Cục máy rất là ngon, chạy rất là vọt ha. Cái xe này Ngọc bán Ngọc bao cho anh chị chạy là các vùng mà kiểu như là Sài Gòn, Đà Lạt, Nha Trang, Phan Thiết này nọ là vô tư hết nha anh chị. Đó. Rồi bây giờ mình nổ máy ha. Cái xe này nãy Ngọc kiểm tra là xi nhan kèn này nọ là xài bằng điện máy ha. Cái bình thì chắc để lâu quá rồi. Hiện tại là hết bình rồi, để mình về mình sạc bình. Còn bây giờ nổ máy lên thì mới mở xi nhan được ha, cũng như kèn nha anh chị. Rồi nè, em cho anh chị coi ga nhẹ, rất là nhẹ. Nè xi nhan nè, đó anh chị thấy không, kèn dẫn lên, nói chung là tất cả là dẫn lên hết á, nhưng mà mình về mình sạc bình vô thôi là nó lên nè. Rồi ok, thì bây giờ em cho anh chị nghe cái tiếng máy, cái tiếng bồ của nó nè. Xe này cái cục máy cực kỳ ấm luôn, máy rất là êm nha. Win 100 mà cái độ êm nó như vậy là quá chuẩn rồi anh chị. Anh chị nghe cái tiếng máy của nó là thì thầm gần ti từng tiếng luôn, tại vì đang đi đầu lòng zin, bình xăng con zin. Cái bô hàng mới này công nhận nghe cái tiếng nó thanh thanh làm sao anh chị. Anh chị nghe như tiếng súng nổ không? Từng tiếng cái bịch 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 bịch. Rồi ok, thì bây giờ em sẽ tắt cái video, tắt cái máy xong em review em báo giá tiếp cho anh chị nha. Rồi bây giờ Ngọt sẽ vô báo giá cái xe Win Indo này nha anh chị. Thì Ngọt nhắc lại nha, cái xe này là Win Indo, biển số đẹp, biển số 61 Bình Dương, số đẹp ha, chính chủ nha. Rồi em cho anh chị coi cái cà vạt luôn nè, đây nè anh chị. Đó,
số loại là win luôn ha anh chị ha, đó 61D2 biển cộng lại là 9 nút ha anh chị ha, biển phong thủy nha. Rồi thì cái xe này á là đang ký ủy quyền lần 1, chỉ mới ký có một lần ha, còn ủy quyền được một lần nữa, cho nên tất cả các tỉnh thành anh chị nào mua đều giữ lại được cái biển số này để mà ký ủy quyền thêm một lần nữa nha anh chị. Rồi ok, thì hôm nay Ngọc sẽ bán cái xe này với giá cực kỳ dễ thương luôn, chỉ có 20 triệu thôi nha anh chị, chỉ có 20 triệu thôi mình đã sở hữu được cái xe Win Indo nè, máy ngon êm nè, xe sạch sẽ nè, đẹp mới dọn nè đó. Thì mình chờ cái gì nữa anh chị, anh chị coi được cái clip thì bóc cái máy lên alo cho em liền nha, số điện thoại là 0393399939 nha. Những cái xe này á, không phải lúc nào cũng có nha anh chị, hiện tại cái dòng Win này á, nó đã khan hiếm dần rồi. Thực sự là từ hôm bữa Ngọt bán cái chiếc 13839 tới hôm nay là gần một tháng rồi em mới kiếm được cái xe ưng ý để mà em mua về em bán cho anh chị ha. Những cái xe này đa số là nằm ở tỉnh ngoài không, tỉnh ngoài Bắc không à. Giấy tờ thì nó sẽ không chính chủ, còn xe em á, thì chính chủ, xe sạch sẽ, chỉ có 20 triệu thôi. Anh chị mua thì liên hệ cho em nha. Rồi anh chị có coi được cái kênh của em á, thì cho em xin một cái nút đăng ký kênh nha, để làm cái động lực để em có thể em quay những cái clip khác, em quay tiếp nha anh chị. Rồi cảm ơn anh chị rất là nhiều nha.